Chỉ qua việc hé lộ các thông tin chuyển nhượng trên Twitter, Fabrizio Romano đã trở thành 1 triệu phú đô la. Làm giàu từ Twitter. Có thể nói nhà báo người Italia đã xây dựng một đế chế cho riêng mình trên mạng xã hội. Romano hiện có tới 17,3 triệu người theo dõi trên Twitter. Romano được xem là chuyên gia săn tin chuyển nhượng đáng tin cậy nhất ở thời điểm hiện tại. Mỗi khi Romano phát ra câu cửa miệng "Here we go" đều mang tới sự phấn khích cao độ cho hàng triệu người theo dõi trên Twitter. Bởi đó là tín hiệu thành công của một thương vụ chuyển nhượng bom tấn. Hồi đầu tháng 7, Romano từng tiết lộ khoảng thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày có thể lên tới 17 tiếng đồng hồ. Một con số khủng khiếp với người bình thường. Nhưng với Romano, đó là cường độ làm việc bình thường, đặc biệt khi bóng đá châu Âu bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong bối cảnh các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út liên tục thực hiện những phi vụ bom tấn, khối lượng công việc của Romano càng nhân lên gấp bội. Nhưng tất cả những nỗ lực làm việc của Romano đều được đền đáp xứng đáng. Theo tiết lộ trên The Sun, nhà báo 30 tuổi kiếm được khoảng 86.780 đô la mỗi tháng từ nền tảng Twitter, hoặc 1,04 triệu đô la mỗi năm, tương đương 23 tỷ Việt Nam đồng. Phần lớn thu nhập đến từ doanh thu quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội được tỷ phú Elon Musk mua lại. Những số liệu trên được tính toán bởi ứng dụng có tên Notus thông qua thuật toán sử dụng số lượng tương tác hàng tháng và chuyển đổi nó thành tiền dựa trên doanh thu quảng cáo hiện tại. Việc các bài tweet của Romano nhận được lượng lớn lượt thích, chia sẻ và bình luận dẫn tới nguồn thu khổng lồ cho nhà báo này. Tiêu biểu như dòng tweet được ghim trên Twitter của Romano vào hôm thứ Tư tuần trước về việc MU đã gửi lời đề nghị đầu tiên tới Atalanta về trường hợp của tiền đạo Ramos Højlund. Chỉ sau một ngày, dòng tweet này đã có 94,6 ngàn lượt thích và 9,5 triệu lượt xem. Còn hôm thứ Năm, Romano tiết lộ việc Arsenal từ bỏ theo đuổi tiền vệ Romeo Lavia của Southampton. Chỉ sau một giờ, dòng tweet này đã có 16,3 ngàn lượt thích và 1 triệu lượt xem. Điều đó cho thấy sức hút khủng khiếp của thương hiệu Fabrizio Romano trong cuộc đua săn tin chuyển nhượng. Fabrizio Romano được xem là một nhà báo tự do, không gắn bó với một tập đoàn truyền thông lớn nào. Chính vì thế các nguồn thu nhập của nhà báo người Italia cũng rất tự do và đa dạng. Tuy nhiên ít ai biết rằng Romano cũng làm phóng viên cho tờ Guardian của Anh. Hầu hết các bài viết của Romeo trên Guardian là sự hợp tác với nhà báo Jamie Jackson. Ngoài ăn lương của Guardian, Romano còn cộng tác với kênh truyền hình thể thao CBS của Mỹ. Nhà báo người Italia có một chuyên mục trên trang điện tử CBS Sports, nơi Romano đăng các bài viết về chuyển nhượng. Có thể nói Romano ăn lương hai nơi là Guardian và CBS Sports. Ngoài ra, thi thoảng, Romano cũng cộng tác với một số đơn vị truyền thông khác như Sky Sports và Caught Offside. Với tư cách một nhà báo tự do nổi tiếng, Romano thường xuyên được mời quảng bá cho các công ty thể thao, tiêu biểu như là Sora, một trò chơi quản lý bóng đá giả tưởng. Đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê Romano bình luận về những vụ chuyển nhượng trong trò chơi này. Một số câu lạc bộ lớn tại Italia cũng thuê Romano đứng ra thông báo các vụ chuyển nhượng quan trọng của họ. Romano có một kênh YouTube mang tên mình được thành lập vào tháng 4 năm 2021. Kể từ đó, số người đăng ký đã tăng ồ ạt lên đến 1,86 triệu ở thời điểm hiện tại. Tổng lượt xem các video về chuyển nhượng trên kênh này đã vượt quá 60 triệu. Cũng giống như các YouTuber khác, Romano kiếm tiền thông qua quảng cáo và lượt xem trên kênh. Nhà báo người Italia còn kiếm tiền trên tweet nền tảng phát sóng trực tuyến. Kênh tweet của Romano hiện có 525.000 người theo dõi và có dòng thu nhập không tồi. Một nguồn thu mạnh khác của Romano đến từ các nhà tài trợ. Heineken là một trong những đối tác lớn nhất của ông Trump săn tin chuyển nhượng. Hãng bia này tài trợ cho một chương trình phát trực tiếp trên tweet của Romano có tên Ngày chốt sổ Heineken và Romano. Ngoài ra, chương trình podcast Here We Go của Romano được tài trợ bởi Socios, một ứng dụng cung cấp thông tin thể thao tổng thể cho người hâm mộ bóng đá. Trên YouTube, các kênh dành cho cổ động viên các câu lạc bộ đang phát triển nhanh chóng. Với nhu cầu đưa thông tin chuyển nhượng cập nhật và uy tín, các kênh này đều không thể bỏ qua việc mời Romano tới nói chuyện và đưa tin chuyển nhượng. Riêng việc xuất hiện thường xuyên trên các kênh YouTube này đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho nhà báo người Italia. Romano còn có một nguồn thu nhập rất lớn từ việc làm người phát ngôn cho các cầu thủ hay người đại diện. Với uy tín bao trùm trong lĩnh vực đưa tin chuyển nhượng, Romano là chiếc cầu để các cầu thủ công khai tiếng nói của họ.
các cầu thủ sẽ trả tiền cho Romano để nhà báo này tiết lộ phát biểu của họ, qua đó gây áp lực với câu lạc bộ chủ quản nhằm đạt mục đích chuyển nhượng. Video đến đây là hết rồi. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.